trong năm 2019, mình chúc các bạn một năm mới với thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Năm 2019 mình đang có một cái chiến lược rất là đặc biệt cho tất cả mọi người, đó là chăm sóc sức khỏe chủ động. Các bạn biết trên tay mình đây là sản phẩm Dược Lục ạ. Năm 2018 mình rất là thành công với cái việc phủ xanh Dược Lục Việt Nam. Mình hy vọng rằng trong năm 2019 này, những người nào chưa biết đến sản phẩm Dược Lục thì hãy trải nghiệm sản phẩm Dược Lục của Unicity nhé. Sản phẩm Dược Lục là một cái sản phẩm rất là có nhiều tác dụng, rất là có nhiều tác dụng và rất là rẻ để có thể cho mọi người có thể sử dụng được. Chất Dược Lục, các bạn biết chất Dược Lục có hai giải Nobel, chất Dược Lục có hai giải Nobel nhé. Năm 1915, 1915, chất Dược Lục đã được giải Nobel, đó là cấu tạo của Dược Lục đồng nhất với cấu tạo của hồng cầu. Nó có tác dụng tăng sinh hồng cầu, và các bạn biết rằng khi mà tăng sinh hồng cầu thì chúng ta không bị thiếu máu này, oxy, và khi mà máu tốt, máu khỏe thì nó dẫn lên oxy lên não rất là tốt và cung cấp những cái dưỡng chất cho cơ thể, đúng không ạ? Và đến năm 1930 thì Dược Lục lại, chất Dược Lục lại có một cái giải Nobel thứ hai, đó là chất Dược Lục có tác dụng thải độc. Dược Lục có tác dụng thải độc ạ. Khi mà Dược Lục đưa được vào cơ thể thì nó giúp thải độc những độc tố ở trong cơ thể, đặc biệt là cái kim loại nặng trong cơ thể, giúp cho chúng ta có một sức khỏe thật là tốt. Các bạn biết rằng môi trường Việt Nam hiện nay rất là ô nhiễm, đúng không ạ? Môi trường của Việt Nam rất là ô nhiễm, không khí này, không khí ô nhiễm, nguồn nước ô nhiễm và thực phẩm đưa vào trong cơ thể thì rất là ô nhiễm. Thì chúng ta hãy dùng cái sản phẩm Dược Lục này để giúp cho chúng ta có một cái mạch máu thật là khỏe mạnh. Khi mà mạch máu khỏe thì đương nhiên là chúng ta có một cái sức khỏe tốt, đúng không ạ? Những ai mà chưa biết đến sản phẩm Dược Lục này thì hãy trải nghiệm trong năm 2019 thì hãy trải nghiệm cái sản phẩm Dược Lục ngay nhé. Và nếu mà các bạn muốn quan tâm đến tác dụng của sâu hơn được Dược Lục thì hãy inbox cho mình để mình tư vấn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.